tổng quan nhanh 7 điểm của Porsche Panamera mới ra mắt toàn cầu. Bạn hãy xem và để lại bình phẩm nhé. Thế hệ thứ 3 của Porsche Panamera mang đến một số cải tiến đáng chú ý, kết hợp giữa sự sang trọng và tính thể thao với công nghệ nâng cao và các tính năng hiệu suất. Dưới đây là một cái nhìn tổng quan chi tiết. Một, thiết kế và kích thước. Chiều dài 198,9 inch, chiều rộng 76,3 inch, chiều cao 56 inch. Thiết kế ngoại thất thể thao và biểu cảm với những đường nét khỏe khoắn và vẻ ngoài được làm mới. Cửa hút gió bổ sung để tăng lượng khí nạp cho hệ truyền động mới. Đường nét cửa sổ nhấn mạnh nét đặc trưng của sedan. Hai, đặc điểm nội thất. Ý tưởng nội thất Porsche Driver Experience với sự cân bằng giữa điều khiển analog và kỹ thuật số. Cần số được bố trí bên phải vô lăng. Chuyển đổi chế độ với các chương trình lái, bình thường, thể thao cộng, trong tầm tay dễ dàng. Màn hình hành khách 10,9 inch tùy chọn để hiển thị dữ liệu hiệu suất, điều khiển thông tin giải trí và truyền phát video, không nhìn thấy được từ ghế lái. Ba, đình chỉ và xử lý. Hệ thống treo khí nén hai buồng, hai van tiêu chuẩn với hệ thống treo chủ động của Porsche. Công nghệ hai van giúp kiểm soát tốt hơn khả năng nén và bật lại, mang lại sự cân bằng giữa sự thoải mái và tính thể thao. Hệ thống lái trục sau tùy chọn để cải thiện khả năng xử lý. Porsche Active Drive có sẵn cho các mẫu xe Panamera e-hybrid, mang đến sự đa dạng giữa sự thoải mái và cảm giác lái năng động. Hệ thống treo chủ động giữ cho thân xe phẳng trong các điều kiện lái xe khác nhau. 4. Hệ truyền động. 4 hệ truyền động e-hybrid khác nhau đã được lên kế hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu về công nghệ hybrid. Panamera Turbo E-Hybrid trang bị động cơ V8 tăng áp kép 4.0 lít cải tiến với động cơ điện 670 mã lực, mô men xoắn 685 cân Anh, FT. Mẫu Panamera và Panamera 4 có động cơ tăng áp V6 2.9 lít, 348 mã lực, mô men xoắn 368 cân Anh, FT. Panamera Turbo E-Hybrid tăng tốc từ 0 lên 60 dặm một giờ trong 3,0 giây, tốc độ tối đa là 195 dặm một giờ. Panamera đạt tốc độ 0 đến 60 dặm một giờ trong 5,0 giây, tốc độ tối đa trên đường đua là 169 dặm một giờ. Năm, hệ thống hỗ trợ và trải nghiệm kỹ thuật số. Được tích hợp vào hệ sinh thái kỹ thuật số của người lái với ID Porsche được cá nhân hóa. Apple CarPlay thương hiệu đã đăng ký bảo hộ và Android Auto để đồng bộ hóa dữ liệu điện thoại thông minh và xe. Các chức năng của ứng dụng Mi Porsche có thể truy cập được thông qua Apple CarPlay thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Đèn pha LED Matrix Design tiêu chuẩn. Các hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao, bao gồm hỗ trợ tốc độ chủ động, Porsche Inner Drive, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ qua đường và trợ lý di chuyển né tránh. Remote Park Assist cho phép đỗ xe tự động thông qua điện thoại thông minh. Sự khác biệt cho các mẫu turbo. Panamera Turbo E-Hybrid khác biệt nhờ các yếu tố thiết kế độc đáo.
tấm chắn phía sau, phía dưới đặc biệt, các bộ phận khuếch tán, ống xả bằng đồng sẫm và tấm chắn phía trước dành riêng cho turbo. Màu turbo nit được sử dụng cho các cánh gió bên, viền cửa sổ và ký hiệu kiểu máy. Trang trí turbo độc đáo với các chi tiết nội thất bằng turbo nit và sợi carbon. Bảy, giá cả và tính sẵn có. Porsche Panamera 2024 có giá khởi điểm 99.900 đô la Mỹ, không bao gồm 1.650 đô la Mỹ phí xử lý và xử lý giao hàng. Panamera 4 có giá khởi điểm 106.900 đô la Mỹ. Dự kiến sẽ có mặt tại các trung tâm Porsche của Hoa Kỳ vào mùa xuân năm 2024. Thông tin chi tiết về giá cả và thời điểm xuất hiện của Panamera Turbo E-Hybrid sẽ được công bố sau. Tóm lại, Porsche Panamera mới mang đến sự kết hợp hấp dẫn giữa sự sang trọng, hiệu suất và công nghệ tiên tiến, khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những người đam mê tìm kiếm một chiếc sedan hạng sang hiệu suất cao. Việc bao gồm các tính năng cải tiến, hệ truyền động cập nhật và nội thất tập trung vào kỹ thuật số góp phần mang lại trải nghiệm lái ấn tượng tổng thể.